Chào mừng các bạn đến với kênh giải trí tổng hợp Kamita TV. Bà Huệ lại bị bão xô ngã, bất tỉnh khi ra sức bảo vệ con trai. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của mùa sậy trổ bông. Chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Từ sau sự kiện đầy xấu hổ tại khách sạn, anh biết rằng mình đã rơi vào bẫy do Khôi và Oanh dựng nên. Hôn nhân với Châu đang trên bờ vực tan vỡ, cha Châu thậm chí đã tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng điều khiến bão đau đớn hơn cả là sự thất vọng và ánh mắt căm ghét của Châu. Cô không còn tin anh, mọi lời giải thích của anh trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, Bảo nhất định không để trò dơ bẩn này phá hoại cuộc đời mình. Anh quyết tâm tìm ra sự thật và buộc Oanh phải thừa nhận toàn bộ âm mưu. Duy Bảo quyết định tìm về bến sậy, quê của Oanh, để đối chất với cô. Trên đường về, những ký ức về Châu và mối tình đẹp của họ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Bảo. Anh từng nghĩ rằng tình yêu của họ sẽ mãi bền chặt, không ai có thể xen vào giữa. Nhưng giờ đây, tất cả đang dần tan biến vì âm mưu thâm độc của Khôi và sự tham lam của Oanh. Từng cú đạp xe như tiếp thêm quyết tâm cho Bảo, anh biết rằng nếu không đối mặt với Oanh, sẽ không có cách nào để cứu vãn tình hình. Trong khi đó, tại quê nhà, Oanh cũng đang sống trong những ngày tháng đầy lo lắng và sợ hãi. Cô biết rằng những gì mình đã làm với Duy Bảo là sai trái, nhưng lòng tham và giấc mơ trở thành hoa hậu đã mờ mắt cô. Oanh thú nhận với cha mình, ông Tư Sáng, rằng cô đã ngủ với Duy Bảo, theo kế hoạch của Khôi. Ông Tư Sáng vô cùng tức giận. Ông chửi mắng con gái không tiếc lời, cho rằng cô đã làm nhục gia phong và tổ tiên. Trong lòng ông, Oanh từng là niềm tự hào của gia đình, nhưng giờ đây, hành động của cô chỉ đem lại sự xấu hổ và nhục nhã. Khi Duy Bảo về đến nhà ông Tư Sáng, Oanh cứ tưởng rằng anh đã đến để hỏi cưới cô. Cô nuôi hy vọng rằng sau tất cả, mình sẽ có được danh phận là vợ của một doanh nhân thành đạt như Bảo. Nhưng khi Duy Bảo bước vào, ánh mắt anh lạnh lùng và dứt khoát. Không hề có sự yêu thương hay quan tâm trong lời nói của anh, mà chỉ là sự thẳng thắn và quyết liệt. Bảo nhìn thẳng vào anh và hỏi, người nào đã xúi cô làm điều này? Ai đã thuê cô hãm hại tôi? Câu hỏi của Bảo như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh. Cô chột dạ, lòng hoảng loạn, không biết phải đối diện với Bảo như thế nào. Anh tiếp tục, nếu cô không khai ra, tôi sẽ báo chuyện này lên công an. Chuyện gì cũng sẽ sáng tỏ, và lúc đó, cô sẽ không còn đường thoát. Anh đứng lặng người, những lời đe dọa của Bảo khiến cô cảm thấy mình đang đứng trước bờ vực của sự sụp đổ. Cô nhìn sang cha mình, ông Tư Sáng, người đang chứng kiến mọi thứ với sự tức giận và đau lòng. Ông không thể tin rằng con gái mình đã làm điều xấu xa như vậy. Ông Tư Sáng, trong cơn giận dữ, không chấp nhận sự đe dọa của Duy Bảo. Ông lớn tiếng mắng mỏ và buộc tội Bảo đã làm nhục gia đình ông. Ông tuyên bố rằng Bảo phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, bất kể là cố ý hay vô ý, ông không cho phép Bảo rũ bỏ trách nhiệm với con gái ông như vậy. Căng thẳng dâng cao khi Bảo cố gắng giải thích rằng anh hoàn toàn vô tội và chính Oanh mới là người đã hãm hại anh theo lệnh của Khôi. Đúng lúc này, bà Huệ cũng nghe chuyện và chạy ra nhà ông Tư Sáng để bảo vệ con trai mình. Bà tin tưởng Duy Bảo tuyệt đối và biết rằng anh không bao giờ làm ra những chuyện như vậy. Bà đứng trước mặt Tư Sáng và Oanh, lớn tiếng khẳng định, con trai tôi không phải là loại người lừa dối hay làm điều dơ bẩn này. Chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây. Nhưng trong cơn giận dữ và áp lực, Duy Bảo đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Những lời trách mắng của mẹ anh, dù nhằm bảo vệ anh, lại càng khiến anh cảm thấy bị tổn thương và áp lực. Trong lúc không kiểm soát được cơn giận, Bảo đã xô mẹ mình ngã ra sàn. Bà Huệ, với sức khỏe yếu, không chịu nổi cú xô đó và ngã quỵ, bất tỉnh ngay trước mặt tất cả mọi người. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh sững sờ, không ai có thể ngờ rằng mọi chuyện lại đi xa đến mức này, Duy Bảo sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra sự thật. Nhưng trước mắt, anh phải đối mặt với những hệ lụy mà chính mình đã gây ra. Liệu Duy Bảo có thức tỉnh và hiểu được giá trị của gia đình? Còn về Oanh, liệu cô có khai ra Khôi là kẻ chủ mưu đứng sau âm mưu này? Và Khôi, kẻ luôn đứng trong bóng tối, sẽ tiếp tục tung ra những đòn hiểm ác nào để phá hủy cuộc sống của Duy Bảo? Mời quý vị đón xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ phim Mùa sậy trổ bông. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.